kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh YouTube của Báo Người Lao Động. Sau đây là những thông tin nóng nhất vừa diễn ra. Mời quý vị và các bạn đón xem. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa phát đi thông báo rằng không khí lạnh đã tràn về miền Bắc, kèm với đó là gió mùa Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8. Do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc mạnh, trên đường Lạc Long Quân, Hà Nội đã xảy ra sự việc cây gãy đổ đè bẹp toàn bộ phần thân trên một ô tô Camry 2.5Q để trước cửa hàng quán lẩu Cua Đồng. Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra ở hàng lẩu Cua Đồng 685 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội. Do sức nặng của thân cây đổ xuống, làm cho phần nóc xe, cốp sau và nắp capo trước bị móp sâu, kính hậu vỡ tan. Rất may, do chủ xe đã vào nhà hàng nên không có thương vong về người. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, không khí lạnh mạnh đã ảnh hưởng đến vùng núi phía Bắc và khu Đông Bắc, Bắc Bộ. Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8. Dự báo trong sáng đến trưa ngày 16 tháng 12, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến những nơi khác Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng sớm ở Trung Du, Đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 11 đến 14 độ C. Khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến từ 7 đến 10 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C. Khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế phổ biến từ 15 đến 18 độ C. Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét đậm, vùng núi Bắc Bộ rét hại. Khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế trời rét, vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá. Cảnh báo hiện tượng rét đậm rét hại này có thể kéo dài sau ngày 20 tháng 12. Ngày 16 tháng 12, khu vực Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Do ảnh hưởng của không khí lạnh có cường độ mạnh, nên ngày 16 và 17 tháng 12, ở khu vực Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa vừa, mưa to và dông. Riêng khu vực Quảng Trị và Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, với lượng mưa từ 50 đến 100mm, có nơi trên 150mm. Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp. Gió mạnh và sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác. Nhiệt độ giảm thấp có khả năng ảnh hưởng tới cây trồng, vật nuôi. Trên biển ở vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa, có gió đông bắc mạnh dần lên cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 4-6 m. Riêng vịnh Bắc Bộ sóng biển cao 2-4 m, biển động mạnh. Theo các chuyên gia của Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế, không khí lạnh dễ khiến cơ thể tiêu tốn nhiều năng lượng, sức đề kháng giảm. Những người thể trạng yếu, chưa kịp thích nghi thời tiết rất dễ bị nhiễm bệnh. Sự thay đổi của thời tiết, nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió tác động lớn đến sức khỏe của mỗi người, làm suy giảm sức chống đỡ. Từ đó, tạo điều kiện thuận lợi cho các bệnh bùng phát, nhất là các bệnh hô hấp, tim mạch, xương khớp, cảm cúm. Người cao tuổi, phụ nữ sau tuổi 35 hay bị đau nhức xương khớp khi trời lạnh, mưa rét. Khi mắc chứng bệnh này, toàn bộ các khớp xương đều đau nhức, nhất là buổi sáng dễ bị cứng khớp, khó cử động hàng giờ. Do đó, mỗi khi trời trở lạnh, có mưa gió, những người bị bệnh đau xương khớp cần chú ý mặc ấm, đi tất ấm, nhất là sau khi ra mồ hôi. Hạn chế ra ngoài khi trời lạnh có kèm theo mưa phùn vì sẽ làm tình trạng bệnh tăng nặng. Thay quần áo bị ẩm ngay và lau khô người, chân, tay. Phụ nữ nông thôn khi trời lạnh, khớp xương cấp không nên lội nước, lội bùn, nếu phải lội cần đi ủng để chân khô ráo. Khi có không khí lạnh mạnh, nhiệt độ giảm đột ngột, rất dễ phát sinh hiện tượng sốc nhiệt với người. Hạ thân nhiệt là khi cơ thể còn 35 độ C. Người già, trẻ nhỏ, người bị say, rượu, ma túy, suy dinh dưỡng, tim mạch, thiểu năng tuyến giáp có nguy cơ bị hạ thân nhiệt cao. Nguy hiểm của hạ thân nhiệt là nạn nhân không biết chỉ tới khi mệt mỏi, đầu óc lơ mơ, rùng mình thành đợt, da tái xanh, đồng tử giãn và mất tỉnh táo là đã mất ý thức. Do đó, khi trời lạnh, thấy ai đó run lẩy bẩy, nói lắp bắp, da lạnh, xám, nhịp thở chậm, mệt mỏi, mất phối hợp động tác nên giúp họ quấn chăn và đốt lửa sưởi cho tới khi cơ thể ấm lại. Bên cạnh đó, mùa lạnh, người có bệnh tim mạch chuyển biến xấu hơn, nguy cơ suy tim, đột quỵ, tai biến tăng cao hơn 15% so với các mùa khác. Người già khả năng miễn dịch và tính chịu đựng cơ thể kém nên rất dễ mắc. Người có cuộc sống căng thẳng, ít vận động, nghiện thuốc lá, rượu bia, ăn uống thiếu khoa học, người béo phì tiểu đường đều dễ bị đột quỵ và ngày càng gia tăng ở giới trẻ. Do đó, khi trời lạnh, mưa rét, người già và những người có nguy cơ đột quỵ cần chú ý giữ cơ thể luôn ấm áp, tránh bị gió lạnh ập vào người khi cửa mở. Hãy giữ chế độ sinh hoạt hợp lý, tình cảm tâm lý ổn định, tránh những xúc động hay chấn thương quá mức hoặc căng thẳng, stress.
để thích ứng với môi trường, giảm bớt nguy cơ đột quỵ. Mặt khác, sự thay đổi đột ngột về nhiệt độ sẽ làm nhiều người bị dị ứng, đặc biệt người có tiền sử dị ứng như hen phế quản. Sự sụt giảm nhiệt độ mùa lạnh và chênh lệch giữa ngày và đêm giảm độ ẩm không khí còn gây các chứng khác như khô nẻ, mẩn đỏ, ngứa ngáy. Để giảm thiểu sự trầm trọng của dị ứng, cần loại bỏ món hay gây dị ứng, giảm đồ ngọt, rượu bia. Để phòng bị dị ứng da, hãy bôi kem dưỡng ẩm và vệ sinh cơ thể sạch sẽ. Khi chưa tìm rõ nguyên nhân bị dị ứng thì dùng thuốc gì cũng cần có tư vấn của bác sĩ. Đáng chú ý, mùa lạnh phổi rất dễ bị ảnh hưởng, đặc biệt là trẻ em, bệnh diễn tiến nhanh và nặng, có thể dẫn tới tử vong. Dấu hiệu là ho khan, ho khạc đờm, đờm màu trắng đục, màu xanh, vàng, đôi khi ho ra máu, có thể tức ngực, sốt, khó thở, nhịp tim nhanh, sức khỏe yếu đi, mệt mỏi, đặc biệt bị nặng ngực cần đi khám ngay, tránh biến chứng. Để phòng bệnh viêm phổi, cần mặc đủ ấm, ăn đủ chất trong những ngày chuyển mùa, nhất là trẻ em. Rèn luyện sức khỏe để tăng cường sức đề kháng, nên mặc áo giữ nhiệt, áo đông xuân dày để lưng không nhiễm lạnh. Mùa lạnh nên giữ ấm cơ thể, ủ ấm cho trẻ em khi đi xe máy, khi làm việc ngoài trời vào ban đêm, sáng sớm phải mặc đủ ấm, lưu ý giữ ấm bàn chân, bàn tay, ngực, cổ, đầu, tránh tiếp xúc với những người đang có dấu hiệu bị các bệnh truyền nhiễm, hạn chế đến những chỗ đông người, ăn uống đảm bảo dinh dưỡng, ăn nhiều hoa quả để giúp cơ thể tăng cường vitamin, nâng cao sức đề kháng, ăn cân đối các nhóm dưỡng chất, tinh bột, chất đạm, chất béo, vitamin và khoáng chất. Bên cạnh những lưu ý về chứng bệnh có thể gặp phải, đi trời trở rét, ở con người thì đối với sản xuất nông nghiệp, người dân cũng cần chuẩn bị những việc để đảm bảo không bị thiệt hại về vật nuôi và cây trồng khi thời tiết chuyển biến xấu. Cụ thể, người dân cần lùa trâu bò thả rông về tập trung vào chuồng trại hoặc những khu vực dễ triển khai các hoạt động phòng chống rét cho trâu bò. Bên cạnh đó, chủ động che chắn chuồng trại, tránh gió lùa và chuẩn bị vật liệu để đốt lửa sưởi ấm cho gia súc gia cầm khi nhiệt độ xuống thấp. Làm vệ sinh chuồng trại để đảm bảo sàn chuồng khô ráo, sạch sẽ, chuẩn bị đầy đủ thức ăn, nước uống cho gia súc, gia cầm, bổ sung dinh dưỡng hợp lý để tăng sức đề kháng, chống rét tốt. Đối với các hộ nuôi trồng thủy sản, cần gia tăng mực nước ao nuôi ở mức hợp lý để hạn chế việc nhiệt độ nước ao nuôi giảm quá thấp, gây sốc nhiệt hoặc làm giảm sức đề kháng cho tôm, cá. Trong thời tiết lạnh, tôm cá thường giảm mức tiêu thụ thức ăn nên cần theo dõi mức thức ăn thừa để đảm bảo thức ăn tránh cho thừa thức ăn gây ô nhiễm ao nuôi. Khi nhiệt độ có khả năng xuống quá thấp, cần chủ động che chắn gió cho ao nuôi. Phủ vật liệu lên bề mặt ao nuôi hoặc thả vật liệu nổi trên bề mặt ao nuôi để hạn chế giảm nhiệt. Mọi người dân cần theo dõi sát tình hình thời tiết, diễn biến của mưa rét để chủ động trong phòng tránh và bố trí hợp lý các công việc trong sản xuất và đời sống. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh để trở thành người đầu tiên theo dõi những thông tin mới nhất trên kênh YouTube của Báo Người Lao Động. Cảm ơn sự đồng hành của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những chương trình sau.